một cái mẫu xe đạp điện có rất là nhiều các cái tính năng, thậm chí là có cả tính năng ở trên xe ô tô. Các bạn có tin được không ạ? Rồi, các bạn nghe không nhầm đâu, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Trước kia ở trên kênh YouTube của mình thì mình đã từng review về những cái mẫu xe đạp điện của Ingui rồi, đúng nào? Và ngày hôm nay, mẫu xe tiếp theo mà mình giới thiệu cho các bạn đó là mẫu Ingui EP2 Pro. Thế thì cái mẫu xe đạp điện này nó có những điểm gì đặc biệt? Thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên ý, là cái mẫu xe này nó có set ga tự động Cruise Control. Đấy, chúng ta nghe tới cái đó là chúng ta đã liên tưởng tới các mẫu ô tô rồi, đúng nào? Vẫn chưa hết đâu. Mẫu xe này còn có cả giới hạn tốc độ lim nữa nhé các bạn nhé. Đấy, bình thường ấy thì cái mẫu xe này thì nó sẽ có cái tốc độ tối đa là khoảng 45 km/h. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta không muốn đi nhanh, chẳng hạn chúng ta cho các bạn học sinh, các bạn mượn, chúng ta chỉ muốn các bạn ấy đi trong tầm khoảng 25 km/h thôi, thì chúng ta có thể giới hạn được tốc độ tối đa cho cái mẫu xe này. Đấy, nhìn thiết kế thì các bạn có thể nhìn thấy là cái mẫu xe này trông nó rất là cá tính, rất là thể thao luôn, đúng không ạ? Và cái màu sắc này thì thực sự là quá nổi bật rồi. Đấy, rồi tiếp tục nào. Về thiết kế này các bạn nhìn này, bánh thì là bánh béo luôn nhá. Xe đạp điện mà lại có bánh béo như là xe máy luôn. Các bạn nhìn này, bánh rất to luôn. Và cái bánh này thì bật mí, đây là lốp có xăm chứ không phải là không xăm đâu nhá các bạn nhá. Nó sẽ khác biệt hơn một chút. Rồi, người ta thường nói rằng là xe đạp điện là có thể là sợ nó không an toàn, nhưng mà đối với cả mẫu xe này thì hoàn toàn khác, rất an toàn. Chúng ta có thể nhìn thấy này, phanh thì là phanh đĩa cả trước lẫn sau. Đấy, rồi là chúng ta sẽ có là vành thì là vành đúc rồi, đúng nào? Và một cái bộ khung thì phải nói là vô cùng chắc chắn. Tiếp theo nữa nào, các bạn có thể nhìn thấy là ở trên cái mẫu xe này nhá, là chúng ta sẽ có các cái điểm khớp nối như này. Để làm gì ạ? Để chúng ta có thể gấp nó lại được, cho vào trong cốp xe ô tô và đi du lịch. Đấy, nói đâu xa, ví dụ như bây giờ các bạn đi du lịch ở những cái nơi như kiểu là vùng núi chẳng hạn. Đấy, có những cái con đường nhỏ, ngõ ngách mà chúng ta không đi vào được, thì chúng ta có thể dừng lại và cho cái mẫu xe này xuống, lái thôi và đi thôi. Đấy, xe của chúng ta thì cứ để ở chỗ resort ấy, xong rồi xe này thì chúng ta mang đi. Đấy, ô tô thì cứ để ở resort, còn xe này thì chúng ta mang đi. Đấy, thì mình nghĩ là như thế nó cũng rất là tiện. Đối với cả xe đạp ấy thì chúng ta cần phải ý một chỗ làm. Thứ nhất đấy là đi vào những điều kiện trời mưa ấy thì nó sẽ bị bắn bùn lên giày. Đấy, và thứ hai nữa là nó không xi nhan. Các bạn nhìn không ạ? Nó chỉ có một cái đèn ở phía trước thôi chứ nó không xi nhan. Đấy, thì đấy là những cái nhược điểm của xe đạp điện. Đấy, tuy nhiên là đối với bản thân mình thì mình thấy là cái điều đó không có quan trọng, bởi vì có bao giờ mình mang xe đạp điện đi để mà đi ở dưới trời mưa đâu. Trời mưa thì phải lái ô tô chứ ai lái xe đạp điện làm gì, đúng nào? Hệ thống an toàn nó còn đến từ cái việc là cái mẫu xe này nó có cả phuộc dầu luôn nhé các bạn nhé. Có cả phuộc dầu luôn. Trời ơi, ngày xưa mình đi các cái mẫu xe đạp làm gì có phuộc, đi nó cứ đẩy song sóc ấy, đúng nào? Đây thì cái mẫu xe này nó có phuộc luôn. Về cái bộ truyền động ấy thì ở đây là cái mẫu xe này sử dụng bộ đề Shimano 7 nhé các bạn nhé. Và với cái bộ đề này thì chúng ta sẽ thay đổi được cái lực kéo, ví dụ như là chúng ta muốn lên dốc hay là chúng ta muốn đi đường bằng ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái bộ đề này đây. Tiếp theo nữa là mình sẽ nói về một cái tính năng rất là thú vị của cái mẫu xe này, đấy là nó có hỗ trợ tính năng dắt xe nhé các bạn nhé. Đấy. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải còn pin. Đấy, bình thường nếu mà đi xe đạp điện ý, mà chúng ta đi hết pin ý, thì chúng ta sẽ dắt thủ công thôi, đúng nào? Thế thì những cái trường hợp nào mà chúng ta sẽ sử dụng đến cái tính năng dắt xe này? Cái trường hợp thứ nhất đấy là chúng ta sẽ chở hàng ở phía sau, chúng ta muốn leo dốc chẳng hạn, nhưng mà chúng ta không muốn đi bởi vì sợ là hàng ở phía sau nó bị rơi. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái tính năng dắt xe như này. Đây, các bạn nhìn nhá, mình không cần phải ga lên, mình chỉ cần ấn vào cái phím dấu trừ ở bên tay trái này thôi. Đây, giữ im ở đây. Đấy, là bánh nó sẽ quay. Đấy, quay rất là nhẹ nhàng như này thôi. Đấy, để nó có cái tính năng dắt xe hỗ trợ chúng ta khi mà chúng ta lên dốc. Thế còn về pin thì sao? Cái mẫu xe của chúng ta sẽ có thể đi được quãng đường loanh quanh tầm 70 km. Tất nhiên đấy chỉ là công bố nhà sản xuất thôi. Chứ ví dụ bây giờ một người 90 cân mà ngồi lên đây hay là một người 40 cân mà ngồi lên đây thì cái quãng đường chúng ta đi nó sẽ hoàn toàn khác, đúng không nào? Hay là ví dụ như chúng ta đi ban ngày chúng ta cứ thích bật đèn lên thì chắc chắn là nó cũng sẽ tiêu tốn năng lượng hơn rồi. Về đồng hồ ấy, thì cái mẫu xe của chúng ta sẽ có một cái bảng đồng hồ đơn sắc như này. Tuy nhiên là độ tương phản rất là cao, nên là khi mà ra ngoài trời nắng ấy thì cái mặt đồng hồ này hiển thị rất là dễ nhìn. Đấy, cái mặt đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một số các thông tin, ví dụ như là về quãng đường đi được này, rồi là vận tốc và cái mức pin còn lại nó sẽ là bao nhiêu. Thế còn về vận hành thì sao? Cái mẫu xe này của chúng ta thì khi mình vận hành trên đường thì mình thấy rất là mượt mà thôi. Và chúng ta có thể tùy chọn là một là để cho nó lái hoàn toàn 100% bằng điện, hai là chúng ta sẽ bật cái tính năng lái trợ lực lên. Nghĩa là sao? Nghĩa là đây nhá, mình không cần phải ga này, mình chỉ cần đạp này. Đấy, đạp khoảng vài vòng thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Là ngay lập tức là xe có điện mồi vào đây này. Đấy,
để cho cái mẫu xe của chúng ta đạp nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, và tất nhiên rồi, với cái tính năng là chúng ta gọi là đạp trợ lực như này thì chúng ta sẽ đi được một cái quãng đường nó xa hơn rất là nhiều so với cả cái quãng đường mà chúng ta đi thuần điện. Và nếu mà đạp trợ lực như này thì thậm chí là theo công bố nhà sản xuất chúng ta có thể đi được tầm khoảng 120 cây cơ. Đấy, thì đấy cũng là một cái quãng đường rất là lớn, đúng nào. Xe đạp điện thì mình thấy là cái ưu điểm nữa đấy là nó rất là thân thiện với cả môi trường. Thậm chí là với xe đạp điện nhá, nói nhỏ đấy nhá, ở hầm chung cư nhà mình còn được gửi xe miễn phí này, còn được sạc điện miễn phí nữa cơ. Nghĩa là gần như là đi lại là không cần phải tốn thêm tiền. Đó, tất nhiên rồi, mẫu xe này cũng không cần phải thuê pin, thuê biếc gì cả. Đó, và thậm chí là chúng ta không cần phải bằng lái xe, chúng ta vẫn có thể lái mẫu xe này trên đường hoàn toàn hợp pháp. Không đủ tuổi để thi bằng lái xe, chúng ta vẫn thể lái mẫu xe này mà, vì đây là xe đạp mà. Và nó có một cái ưu điểm hơn so với cả xe máy điện ở cái chỗ là nếu mà xe máy điện ấy, mà hết điện ấy, thì chỉ có dắt bộ thôi, đúng nào. Nhưng mà xe đạp điện mà hết điện thì ít nhất là chúng ta vẫn có thể đạp nó để mà đi được. Đấy, thì đây là những cái ưu nhược điểm của dòng này. Các bạn cảm thấy sao về một cái mẫu xe quá đẹp, quá thể thao, quá nhiều tính năng gấp gọn lại được cho vào trong cốp xe để chúng ta có thể mang đi du lịch được? Xin hãy để lại comment cho mình biết. Còn động cơ thì sẽ là 750W nhé các bạn nhé. Tương đối khỏe rồi, leo gấp, dốc hầm gửi xe là tương đối thoải mái. Và rất là cảm ơn hệ thống xe đạp điện trợ lực.vn đã hỗ trợ mình sản phẩm để thực hiện video này. Đấy, và cái sản phẩm này thì sẽ được bảo hành 15 tháng nhé các bạn nhé. Tất cả thông tin thì mình đã để ở phía dưới phần ghi comment cũng như là phần mô tả của video này rồi. Rồi, cảm ơn thầy, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.